Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Trong chương trình bổ sung kiến thức cơ bản Phật học, chúng ta tìm hiểu đến nội dung tứ không thiên. Chúng ta gọi một chữ khác gọi là vô sắc. Tứ không, tứ là bốn, không tức là không. Và do nó không cho nên gọi là vô sắc. Bốn cảnh giới này do tất cả hành giả thành tựu bốn khả năng thiền định mà thân hoại mạng chung tái sanh vào đó. Đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tướng phi tướng xứ. Chúng ta có một cái thói quen dùng chữ khác gọi là các tầng trời tứ không, là tứ thiền, rồi tứ không, rồi tới gì, tới diệt tầng định. Đây gọi là chín cái tầng bậc thiền định, nắm được chưa, rõ chưa hả? Khi rõ như vậy rồi, bắt đầu á, chúng ta mới quan tâm tới câu kinh Đức Phật nói ở tại gì? Tại vườn Cấp Cô Độc rừng Thở Đa, thành Thất La Phiệt như sau. Này các bí xô, có bốn vô sắc. Những gì là bốn? Một, không vô biên xứ. Bí xô, vượt qua các sắc tưởng, diệt hữu đối tượng, không tư duy tưởng đa dạng, nhập không vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Đây gọi là vô sắc thứ nhất. Thứ hai, đó là các bí xô vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên, chứng và trú vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Đây gọi là vô sắc thứ hai. Lại có bí xô vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, chứng và trú vô sở hữu xứ. Đây gọi là vô sắc thứ ba. Lại có bí xô vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng phi tưởng xứ, chứng và trú phi tưởng phi tưởng xứ. Đây gọi là vô sắc thứ tư. Lời dạy rõ được tuyên bố như thế đã làm nền tảng nhận thức cho chúng ta có nơi y cứ hẹn hồi. Chúng ta có thể nói nhanh và vén tắt như thế này: bốn tầng tứ không này gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Đây gọi là bốn tầng trời tứ không. Bởi vì nó không có gì hết cho nên gọi là bốn cõi vô sắc. Được chưa hả? Trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là cái cõi trời. Tất cả những cõi trời này đều ngự ở trong hư không. Bởi vì nó là vô sắc, ngự trong hư không. Vậy thì thưa quý vị, cõi trời hư không này nó ở chỗ nào?
Tại đây có không? Trả lời ngay. Có không? Có. Vì sao? Bởi vì nơi này có hư không. Hiểu chưa? Cho nên nó là không vô biên xứ, tức là không vô biên, chỗ nào có hư không, chỗ đó là có hiện hữu của cõi trời này. Hiểu không ạ? Cho nên nó bàn bạc khắp mọi nơi, nó không có bất cứ một nơi chốn nào, bởi vì nó là hư không trùm khắp. Hiểu chưa? Câu chuyện thời của Phật khi chưa thành đạo, A-la-la và Ứng Độ Lam Phất, hai vị này chứng đắc những cảnh giới này. Cho nên khi thân hoại mạng chung, lúc bây giờ tâm của họ đi đâu? Đi đến cái cõi trời vô sắc này. Họ hướng cái phước ở trong đó sung sướng tới mức mà trải qua tới 500 kiếp. 500 kiếp đây là chỉ cho 500 lần sinh ra và hủy diệt của A Địa Cầu. Gờ gớm không? Phước báo của họ sống lâu như vậy. 499 kiếp đầu họ sống lạc trú. Đến cái kiếp thứ 500, nửa kiếp đầu thì họ còn an lành. Nhưng mà nửa kiếp sau thì họ không kiểm soát được định lực của họ, cho nên trở lại cõi này, nhập vào ở trong cái cảnh luân hồi trở lại. Và một vị thì lấy thân con trồng dơi, một vị trở thành một vị vua ở biên địa, giống như là cái tộc trướng vậy đó, ở biên địa và tàn ác, sát sanh vô số, hưởng hết cái đời sống đó, bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Tại sao kết quả cuối cùng của hai vị này như vậy? Chúng ta đặt câu hỏi, họ ở cõi trời, tại sao xuống dân gian này thảm hại đến mức thế? Vì sao? Bởi vì khi họ đang, cái nhân tu tập của họ là cái nhân bất động. Hiểu không? Cái nhân bất động cho nên nó sinh dạo, nó tạo ra cái phước bất động. Mà cái phước bất động thì nó ở trong cái cõi trời bất động. Cõi trời bất động này là cõi trời vô sắc. Cái phước ở cõi trời bất động đó không thể nào đem dùng ở cái cõi trời, cái cõi sắc hay là cõi dục được. Tại vì cõi sắc và cõi dục toàn bộ là phước động. Hiểu không ạ? Chẳng hạn như một vị thầy đóng cửa thiền thất và ngồi niệm Phật 20 năm nhưng không có gạo ăn. Tại sao một người ngồi niệm Phật 20 năm mà không có gạo ăn? Ngồi niệm Phật 20 năm, người này tạo ra cái phước gì? Phước bất động. Ngồi một chỗ thiền định cho nên tâm của ông an vui trong 20 năm đó. Nhưng ông không có đi qua đi lại giúp đỡ người này người kia, không có bố thí cúng dường tạo phước này kia. Thành ra khi hết cái phước thọ hướng tài sản thì ông phải rơi vào chỗ không cùng đối khác, cho nên phải đi kiếm các chùa xin gạo ăn. Thành ra trong cõi nhân gian này Phật dạy chúng ta tạo cả hai phước động và bất động, chứ đừng có tạo cái phước bất động chỉ chuyên công phu mà không quan tâm đối hoài tới những cái sự khốn khổ của bạn đồng tu, của những người xung quanh. Như vậy thì cùng lắm thành tựu cái phước bất động đó để rồi sinh ở cõi trời tứ không này. Nhưng mà khi hết cái phước đó, hết định đã rồi thì vẫn trở lại nhân gian. Tại vì trở lại ngay chỗ nào? Trở lại ngay cái chỗ mà nó chết đi trước đó. Tại vì từ đó mà tràn đi thì trở lại ngay cái chỗ mà nó chết. Và cái chỗ đó, cái nghiệp nào nối lên thì tâm sẽ dẫn tới cảnh đầu thai. Tại vì sao? Bây giờ cái vị này á, là ghét cái con, ghét con chim nó làm rộn ràng khó định, và ghét cái con cá khi ngài định xuống dưới nước ngồi bị cá nó rút rỉa, ghét hai con này. Đầu thai làm con trồn dơi bay trên trời để ăn mấy con chim, bay xuống dưới bắt mấy con cá ăn. Nghiệp của nó như vậy, làm con trồn dơi rồi thì làm sao giác ngộ nữa. Cho nên cảnh đó không phải là cảnh giải thoát tuyệt đối. Vậy thì thưa vị, câu chuyện đó để minh chứng cảnh giới này như thế nào và làm sao mà chúng ta tu tập để đạt được cảnh giới này và vượt qua nó như thế nào. Tất nhiên
tất cả những ai đến cái cảnh diệt tận định A-la-hán, tầng thứ 9 của thiền định, thì phải đều vượt qua bốn không này hết. Bước đầu tiên họ phải vượt qua là gì? Đó là họ đang, giá như họ đang đứng ở vị trí đó là tứ thiền. Hiểu chưa? Đang đứng ở tứ thiền. Tứ thiền á, là xá niệm mà tâm an trú vào và sự tĩnh tịch tĩnh tự nhiên. Chúng ta quen dùng chữ là xá niệm thanh tịnh. Xá tất cả, buông xả tất cả, buông xả cả hơi thở, buông xả tất cả mọi sự ngã chấp, buông xả không còn gì hết. Và tất cả những cái kiến thức mà chúng ta xem là cao đẹp thì hãy đi vào trong rừng sâu đào hố mà chôn nó, đừng bây giờ cho nó trồi lên. Tại những cái kiến thức kia chẳng qua chỉ là những kiến giải phân biệt của thế gian, nó đều dựa vào năm giác quan mà hình thành. Còn ở trong cảnh giới này thì năm giác quan không bao giờ tiến tới nổi. Thành ra nếu như đỡ cho nó trở thành một loại tri kiến phân biệt thì sẽ chướng ngại cho sự nhận thức cao tuyệt này. Thành ra do vậy mà bỏ hết tất cả mọi tri kiến, xả tất tự ngã này cũng xả, gọi là xả niệm và tâm an trú trong sự tĩnh lặng của tự nhiên. Trong này nó tuyệt vời vô cùng, cũng giống như một dòng sông trôi đi trôi mãi lững lờ, trôi mãi bất tận trong hư không, tới mức mà không còn thấy bóng dáng của dòng sông nữa. Cảm nhận được không? Khi nào đó ngồi thiền bất chợt cũng có thể thấy được cảnh giới này và có thể tiếp xúc được cảnh giới này. Tất nhiên chúng ta hơi khó, nhưng mà học biết để phân biệt. Rồi thưa quý vị, ở trong trạng thái của tứ thiền này á, người này họ khởi cái ý nghĩa như thế này. Họ khởi rằng á, mặc dầu cái sự thanh tịnh của tứ thiền này, nhưng so với cảnh giới hư không vô biên kia thì tứ thiền này á, nó vẫn còn là thô, nó vẫn còn là trọng, vẫn còn là chướng. Nó chưa phải là tỉnh, chưa phải là diệu, chưa phải là viễn ly siêu việt hơn. Hiểu không ạ? Lúc đó trong tâm của người này họ có xu hướng là tiến tới những cái gì đó siêu việt hơn nữa. Và họ thấy rằng cái giới hạn của con mắt, cái giới hạn của con mắt á, của chúng ta, đó là gì? Chúng ta nhìn thấy màu sắc, hình dáng, và cái tư duy của chúng ta đều dựa trên cái hình dáng màu sắc này. Khi mắt mà nó tiếp xúc tới ngoại cảnh thì nó có một cái khả năng nhận thức. Cái nhận thức này nằm trên phương diện gọi là nhãn thức, sự phân biệt thông qua đôi mắt nhìn, đây gọi là nhãn thức. Và nhãn thức này á, nó trở thành gì? Nó trở thành một cái loại chướng ngại trong khả năng tư duy giải thoát. Cho nên người này họ không có đỡ tất cả những cái gì thấy mà chi phối nội tâm của họ nữa. Đây gọi là người vượt qua các sắc tướng. Hiểu chưa? Hiểu sắc tướng chưa? Các vị nhìn thấy bàn tay của thầy đưa lên, các vị nhìn thấy đây là một hình sắc, đúng không? Các vị nhìn thấy hoa ở trước mặt của thầy, đây là một hình sắc. Và khi các vị về, các vị nhắm mắt lại chiêm nghĩ tới thì thấy rằng thầy dùng bàn tay để mô tả ví dụ, rồi hình ảnh thầy chỉ đó là hình sắc mà chúng ta thấy. Như vậy thì cái khả năng tri giác sau đó, đây gọi là sắc tướng. Hiểu không hả? Sắc tướng. Nhìn thấy như vậy, bằng màu sắc, bằng hình dáng, tất cả khả năng tư duy trên lĩnh vực này gọi là sắc tướng. Mà sắc tướng này, cái nguồn cung cấp cho nó đó là gì? Đó là con mắt tiếp xúc với ngoại cảnh, gọi là nhãn thức. Hiểu không hả? Như vậy thì trong thiền định của chúng ta, ở trong tâm tư của chúng ta, lúc bây giờ tất cả mọi loại sắc tướng này không còn chi phối tâm của mình nữa. Hay là tất cả những cái câu chuyện mà mình thấy, mà những ký ức mình ghi lại bằng con mắt,
không còn chi phối trong tâm của người thực tập thiền định này nữa. Đây gọi là sắc tướng. Tại sao gọi là tướng? Bởi vì nó là một cái vọng tướng chứ không có thật. Chẳng hạn như bàn tay này hình thành từ bốn đại, cấu trúc cha mẹ sinh ra, và thức của thầy Huyền Châu gom góp nó lại, ăn uống giữ gìn, cho nên nó hình thành ra một hình hài. Nhưng nó luôn luôn bị vô thường chi phối. Nếu như không có tiếp nối một cái nguồn năng lượng nữa qua thời gian thì nó sẽ rã đi, nó hủy hoại đi, rồi rèn lèn nó rút đĩa đi, còn xương rồi nó mục rã ra theo, cuối cùng nó thành đất, hoặc là đốt đi còn tro, gió thổi bay mất. Như vậy thì nó là cái sắc do tụ lại và tán đi. Và chúng ta có cái áo tướng nó như có, nhưng thực ra bản thể của nó là không, cho nên gọi là sắc tướng. Nhưng cái sắc tướng này á, nó chi phối trong đời sống của chúng ta rất sâu. Chẳng hạn như á, chúng ta thấy một cái nét mặt người giận dữ khi họ nói mình. Nhiều khi mình không có để ý họ nói câu gì, nhưng mà cái nét mặt giận dữ của họ khiến cho mình tổn thương. Như đó cũng là một loại sắc, sắc tướng. Hiểu không ạ? Hoặc là mình thấy rằng là cái anh chàng kia, anh có một cái mái tóc thật là kiêu kỳ, bởi vì cái mái tóc anh là thể hiện là cái sự chiến tranh. Anh làm lấy kêu vôi dán lên tóc cho nó dựng dựng lên, chẳng hạn như vậy. Thì ví dụ như vậy, cái mái tóc như vậy mình thấy đẹp rồi bắt trước, phải không ạ? Như là cái sắc của mái tóc và tướng ra cái gì đó. Nói chung sắc là sắc diện, tâm mình tướng ra, nhưng trên thực tế của nó là huyễn, là không. Như vậy thì tất cả những cái câu chuyện mang cái tính sắc tướng thấy đến từ con mắt của chúng ta không còn xuất hiện ở trong tâm của một hành giả đang thiền định ở cảnh này. Đây gọi là tâm người đó đã vượt qua tất cả một sắc tướng. Hiểu chưa hả? Người như vậy là người đã đi vào ở trong cảnh giới của gì? Ở trong cảnh giới của không vô biên xứ. Tức là họ nhận thấy rằng tất cả những cái gì diễn ra ở trong tứ thiền gọi là còn là thô thôi, hay là trọng là chướng, và hư không kia nó tinh tế, nó vi diệu, nó trùm khắp kia, nó mới thực sự là to lớn, nó mới thực sự là kỳ diệu. Còn những cái gì mà chúng ta thấy được, cho dầu nó mỹ diệu như là núi Tu Di, hoặc là nó to lớn như quả địa cầu này, thì nó cũng có gì là to lớn, bởi vì đều nằm trong hư không. Và người này á, ở trong định lực của họ vượt qua tất cả mọi sự chi phối về mặt hình sắc. Đây gọi là vượt qua khỏi sắc tướng. Nhưng nó còn một cái điểm nữa. Có những điều chúng ta không có thấy, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được. Đó là điều gì? Là những điều chúng ta được nghe. Nghe mà đâu có thấy, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được. Thầy nói rằng là bên hàng xóm đây, tối hôm qua có một cái con ma thật là to, nó đen thui. Các vị tướng được không? Các vị thấy nó không? Tại sao các vị tướng nó ra? Cho nên cái sắc này là cái hình thành do cái lỗ tai nghe, đúng không hả? Rồi hay là mình ngồi đây mà ở dưới kia có ai nấu một bữa ăn thật là ngon, rồi cái mùi thơm nó bay vô mũi mình, mình sẽ tưởng tượng rằng bữa ăn đó có lẽ ngon lắm, phải không hả? Như vậy thì cái nhận thức đó là đến từ đâu? Từ mũi, phải vào hồng. Rồi á, từ gì nữa? Từ cỏ xúc. Cho nên là cái gì? Là nhĩ, tí, thiệt, thân, thức. Được chưa hả? Đó gọi là bốn thức. Bốn thức này á, nó là vô gì? Vô sắc hữu đối. Dùng chữ là vô sắc, nó không có sắc, nhưng mà nó vẫn hình thành một cái loại tri giác ở trong tâm chúng ta. Đây gọi là vô sắc hữu đối. Như thì hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là gì? Là hữu sắc hữu đối. Một lĩnh vực thứ hai là vô sắc hữu đối. Hai chữ đó chúng ta có thể hiểu thêm ha. Như vậy hữu sắc là chỉ cho là cái gì mà nhận thức từ mắt. Còn vô sắc là nó nhận thức từ gì? Từ gì? Từ mũi, từ lưỡi, từ thân và gì? Và từ tai, phải không ạ? Nhĩ tí thiệt thân. Như vậy thì thưa quý vị, trạng thái tâm tư xả tới mức mà
không còn gì hết và vượt ra tới cảnh như là hư không bao la. Trạng thái này giống như một người sau khi họ leo lên các tầng bậc thiền định, lên tới tận đỉnh núi Tu Di. Lúc bây giờ thân của họ đã tràn ra trong hư không, nhưng mà chân của họ còn dính trên mặt đất. Cho nên họ xem rằng mặc dầu thân hình ta đã hiện ra trong hư không rồi, trong sự cao lớn vô biên của hư không rồi, nhưng chân của mình vẫn còn dính trên mặt đất, chưa phải là sự giải thoát siêu việt. Nếu như ta có thể hòa thành hư không thì lúc bây giờ hư không kia mới thực sự là to lớn hơn, là bao trùm hơn. Và cái vật mình đứng đây vẫn còn nằm ở trong gì? Ở trong vật chất hình hài mà thôi. Thành ra tất cả tâm tư của họ, sự xuất hiện của sắc, của thọ, của gì, của sắc, của thinh, của hương, của vị, của xúc, không còn là sự chướng ngại nữa. Và tâm của họ nó đạt được sự an trú, nó đạt được một cái chỗ là giải thoát siêu việt, vi tế tới mức mà vượt qua khối tất cả là hữu sắc hữu đối và vô sắc vô đối. Hình dung được chưa hả? Và ở trong cảnh giới này á, nếu như mà nhất thời an trú như vậy rồi vọng tưởng nổi lên thì người này chưa chứng được hư không vô biên. Nhưng mà khi họ nhập định như vậy và cái định đó nó tồn tại theo ý của họ tự tại, không còn bất cứ một cái gì mà hiện lên trong tâm của người này nữa. Những câu chuyện ở quá khứ mình thấy được, những cái gì mà chúng ta nghe, ngửi, nếm và xúc được, không còn có mặt ở trong định này. Và định này chỉ còn thấy tất cả đều là một cõi hư không trong sáng rực rỡ. Ở trong trạng thái này á, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng á, là mình chứng được cái gì? Là hư không vô biên. Nếu như chúng ta tập hơi thở, chúng ta cũng có thể thấy được như thế này. Ví dụ như chúng ta hít vào, thở ra, thấy cái hơi thở nó chạy từ lỗ mũi chạy xuống tới phổi, chạy ra. Chúng ta quen ở trong cái trạng thái đó. Chúng ta quen một lúc ở đó, chúng ta sẽ thấy được cái hơi thở mình hình như nó là một cái ngọn khối chạy ra, chạy vô, và mình thấy được cái khối đi đàng hoàng. Hay là mình cảm nhận được cái hơi thở nó đi vào tới thân mình, nó luân lưu trên thân của mình, nó chạy ra các tứ chi, rồi nó trở về đến thế nào, cái tốc độ đi của nó mình biết hết, mình nhận ra được, thậm chí mình có thể cảm giác được. Nhưng đến một lúc nào đó thì tự nhiên mình nhận thức ra một điều, thì ra hơi thở với nguyên khí của vũ trụ nó có chung một tính chất, và nguyên khí kia bây giờ ở trong buồng phổi, và ta với vũ trụ này là trùm khắp bao la. Nơi nào có nguyên khí, nơi đó có vũ trụ, và nơi đó có buồng phổi của chúng ta. Bởi vì bản thể của nguyên khí trong buồng phổi cũng là bản thể của nguyên khí trong vũ trụ. Và chúng ta cảm nhận như vậy, chúng ta thấy tâm mình lúc bây giờ nó trùm khắp thế giới, và thế giới này nằm ở trong tâm của mình. Trong điểm này có cảm nhận được không? Hả? Chưa cảm nhận lần nào phải không à? Nghe mô tả cứ thực tập, cứ thực tập. Chỗ này thì thầy cũng có kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi, cho nên đem mô tả cho quý vị thấy được cái điểm này. Và tâm của mình nó nhẹ nhàng cực kỳ, trong sáng cực kỳ, và mọi việc làm của chúng ta không bao giờ thấy đủ, không có gì là to lớn hết. Cho dầu to bao nhiêu thứ đi nữa cũng diễn ra trên quả địa cầu này, nhưng tâm của chúng ta đã trùm ra khối quả địa cầu này rồi, thì ở trong này không còn là vấn đề to lớn. Sống chết mọi thứ không có vấn đề nữa. Và tất nhiên xả tới mức đó, vượt qua tứ thiền rồi, đi vào trong hư không rồi, thì những cái đau khổ, những cái này cái nọ nó không còn là vấn đề nữa. Chấp trước nó không còn là vấn đề nữa, là tất cả chỉ tìm cách vượt qua những chướng ngại để hành đạo thôi. Cái đây là cái điểm mà gọi là chứng đắc được hư không vô biên. Hình dung được chưa? Đó là một điểm. Và chúng ta nhận định rằng tất cả những cái đạo vị của người đó tạo ra, rồi nhân quả tâm ý thức của người đó tạo ra, những gì họ đã suy nghĩ, những gì đang suy nghĩ, sẽ suy nghĩ, đã làm, đang làm, sẽ làm, tất cả đều tương ưng với cảnh giới là hư không vô biên.
Và tâm của họ là giải thoát. Sự giải thoát vượt ra khỏi tứ thiền, vượt ra các tầng trời hữu sắc, ở trong cảnh giới vô sắc. Và cái pháp lạc ở trong tâm của người này khó mà có thể mô tả được, bởi vì lúc đó không còn ngôn ngữ để có thể mô tả được cảnh giới này. Chỉ có dùng một hai cái thí dụ hình ảnh để chúng ta tạm tưởng tượng mà thôi, bởi vì nó đã vượt qua tất cả mọi cái khái niệm của hình sắc và tư tưởng. Đây là một cái điều nó khác rất nhiều, bởi vì chúng ta có mô tả cái gì nữa là cũng phải dựa vào một số hình sắc, một số khái niệm đến bằng gì? Bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân. Và chúng ta đem tất cả những cái cung bậc tình cảm, những cái kinh nghiệm được ghi lại bằng chữ nghĩa, bằng sự phân biệt đó để mô tả. Nhưng giờ đây nó đã ra khỏi, nó đã vượt khỏi tất cả những cảnh giới này, gọi là rời khỏi, là vượt qua là hữu sắc hữu đối và vô sắc hữu đối. Tức là những sự chướng ngại vi tế nhất của cảnh giới này không còn hiện hữu trong tâm của những cái người chứng được cảnh giới hư không vô biên. Thì làm sao nó chi phối tâm của họ được? Cho nên chỉ cần họ muốn an trú, họ sẽ trở về cảnh giới đó để họ an trú. Rồi họ xuất hiện để họ làm tất cả mọi việc lợi lạc cho hữu tình. Còn nếu như họ muốn an trú thì họ trở về cảnh giới đó họ an trú. Thành ra tất cả mọi loại vọng kiến, thành bại, hơn thua, còn mất không thể chi phối trong tâm của người này nữa. Đó là cái cảnh giới mà nó đạt được cái sự giải thoát, sự an lạc vô cùng. Ngày xưa Sa Di chú tiểu quân đầu chỉ có mới 8 tuổi, mỗi ngày đi khất thực xong, ngài dụng thần thông ôm bình bát với cái nắm cơm xin được bay lên trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Rồi á, đến một cái dòng gọi là dòng cái ao A Nậu Đạt, nơi đó toàn là vàng ròng, nơi đó toàn là các vị sinh hoạt như là các vị thiên thần và các vị gì chư thiên các tầng trời, họ sống thánh thiện chỗ đó. Và chú tiểu sau khi ăn cơm xong, rồi bắt đầu là giặt vũ, giặt vũ y áo và được các vị chư thiên theo giúp đỡ. Rồi là họ đem y áo của chú tiểu phơi lên các cái tàn cây, còn riêng chú tiểu thì ngồi ở giữa một cái phiến đá bằng vàng, không có quần áo, tại vì quần áo phơi hết rồi. Chú ngồi một mình ở giữa một cái phiến đá bằng vàng trên ao A Nậu Đạt, và chú bắt đầu là ly khởi niệm là ly dục ly ác bất thiện pháp. Đó là gì? Đó là ngũ triền cái, rơi khỏi ngũ triền cái, ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng đắc sơ thiền. Bắt đầu là ở trong định tâm của là gì? Định sanh hỷ lạc, nhưng tâm không nhiễm lạc đó, gọi là ly hỷ, mà đạt được diệu lạc bồ đề. Trong tâm toàn là trí tuệ sáng ngời, nhìn tất cả vạn pháp diễn ra ở trong tâm, niệm niệm trôi qua trong tâm đều thấy rõ. Và vị này bắt đầu viễn ly, xem rằng là cái niềm vui đó không đáng, cho nên bỏ đi. Và trong tâm đạt được cái gì? Đạt được cái là ly hí, xin lỗi, là gì? Xả niệm, mà đạt được cái chỗ là an trú tĩnh lặng tự nhiên ở trong tâm. Nhưng cái sự an trú đó nó vẫn còn tạo ra một cái hình hài, một cái hình hài. Cái hình hài này như là một dòng sông mà không còn sống, chỉ còn cái bấm của dòng sông cứ trôi đi bất tận ở trong hư không vẫn còn. Như vậy tâm nó còn dính mắc trong đó, mà chưa có tràn lấp cả 10 phương thế giới. Cho nên họ xem đó là còn giới hạn, còn thô, còn trọng, còn chướng, còn trở ngại. Cho nên cái cảnh giới mà hư không kia, trong sáng kia, tuyệt vời kia mới gọi là giải thoát, là tịnh, là diệu, là ly. Thành ra khởi tâm như vậy mà chú rơi bỏ, và thế là chú đi thẳng vô ở trong hư không vô biên. Đó là không vô biên xứ. Rồi ở trong không vô biên xứ đó, chú không dừng lại ngang đó, và chú còn nghĩ rằng là cái hư không kia vẫn có gì, vẫn có một cái gì đó để nhận thức sự tồn tại của nó. Sau khi đã vượt bỏ tất cả mọi hình sắc rồi thì trong đó còn hư không, nhưng hư không kia còn bị nhận thức bởi tâm thức của người nhận thức đó. Các vị nghĩ xem, một cái ly như thế này, các vị thấy ở trong này có một khoảng hư không hình khối,
Có thấy không? Hả? Có thấy không ạ? Có thấy trong ly này có một khoảng hư không hình khối, thấy không? Các vị có biết ở trong đây có một khoảng hư không hình khối không? Tại sao biết? Tại vì cái ly này hình khối, cho nên tự khắc chúng ta biết hư không của nó là hình khối. Nhưng bây giờ mình rời khỏi cái hình sắc của hư không, cái ly hình khối này, nhưng vẫn còn cái tâm nhận thức về hư không đó. Cho nên cái hư không đó là gì? Là tịnh, hay chính là thô, là trọng, là chướng. Và cái mà nhận ra nó, đó là thức. Cái thức nó vi tế, nó vi diệu, nó là một cái khả năng gì đó mà bàn bạc khắp mọi thứ. Và để có cái biết kia được, đều là do thức này thấy ra. Cho nên cái thức kia mới là chính là chủ nhân ông của anh này. Anh này là cái bị nó nhận thức, cho nên không có gì gơ gớm. Thành ra nó vẫn là gì? Là thô, là trọng, là chướng. Thành ra thức kia mới chính là vấn đề chính. Cho nên á, chú Tiểu mới nhập qua ở trong thức hư gì? Thức vô biên xứ. Là tất cả vạn vật đều biểu hiện ở trong thức. Thức biến hóa hết tất cả. Và vạn pháp duy thức biến. Thức biến khắp tất cả. Cho nên ở trong cảnh giới này á, chú hướng tới và chú đạt được á, là thức vô biên xứ. Mặc dù có thức vô biên xứ đã hiện ra rồi, nhưng cái thức đó do ai làm chủ nhân ông của nó? Đó là gì? Đó là rời cái tâm vô sở hữu. Thì lúc bây giờ mới thấy được sự biến hóa của thức một cách tự nhiên. Nghĩa là kinh mà tiếp xúc với trần, tự nhiên thức nó biến hiện. Và do vậy mà chú xem thức này nó vẫn còn thô, còn trọng, còn chướng, nó vẫn còn những cái vi tế linh tinh nào đó. Cho nên phải rời khỏi nó nữa. Vậy thì đừng có sở hữu nó, đừng sở hữu thức nữa, bỏ đi. Tại vì phải có một cái gì đó, cái tâm sở hữu thức, cho nên thức mới biến hiện. Bây giờ bỏ luôn thức đi. Đây gọi là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu. Vô sở hữu xứ là không có còn nào, không có cái xứ nào mà sở hữu vừa thức này. Cho nên lúc đó thức nó đi qua, nó không còn hiện hữu ở trong tâm của người này. Nó lặn xuống mất rồi. Nhưng mà vẫn còn cái gì? Vẫn còn cái gì là vô sở hữu kia. Ở Mỹ đây có mấy cái câu phỏng vấn, ta cười lắm. Người ta phỏng vấn, người ta nói rằng là anh đã chích Covid chưa? Anh không thích, anh không có thích trả lời thì anh cũng nói rằng là tôi không thích trả lời. Mà đã không thích trả lời mà còn mở miệng cái gì? Cho nên là cái vi tế, chúng ta thấy không ạ? Nó buồn cười ấy. Tôi không thích trả lời mà còn mở miệng nó, tôi không thích nữa. Thì rốt cuộc tôi đã mở miệng rồi. Phải không ạ? Thành ra những cái câu chuyện nó dạy cảnh giới này thiền có những cái ngạn ngữ, những nhà thiền dạy vui lắm. Bốn người thi nhau im lặng, phải không ạ? À? Nhưng con mũi cắn, nó con mũi gì tự nhiên cắn vô duyên vậy. Cái anh kia mới nói rằng ấy, đã nói là im lặng mà mũi cắn lên tiếng. Anh kia nói, anh có nói như thế sao? Nói anh đã mở miệng rồi đó nghe. Còn có một anh kia nói là chỉ có một mình tôi là im lặng. thì sao mà thì rốt cuộc là sao? Đó cho nên nó là hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Đã cho rằng vô sở hữu xứ thì cái gì mà nhận ra là vô sở hữu đó hả? Đó là một cái ý tưởng, cái niệm tưởng, hiểu chưa? Cho nên người nào phải bỏ luôn cái đó mới nhập vào được cảnh giới là phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì vô sở hữu xứ mình đã bỏ ra rồi thì phi tưởng là gì? Tức là không tưởng. Phi tưởng mà chính phải không tưởng.
Đây là một cách lập luận hết đường rồi, không còn cái chữ nào để mô tả nữa. Cho nên không tướng mà cũng không phải là không có tướng. Chỉ cái cách phân tích như vậy nó mới vượt qua bờ mé của ngôn ngữ. Nhưng mà ở trong cái trạng thái này nó vẫn còn cái vi tế. Tức là không có thể dùng cái ngôn ngữ, một cái ý nghĩ nào khác, một cái gì để mô tả được nữa. Cho nên cái định này á, nó đến gọi là biên tế của luân hồi sanh tử rồi đó. Nó ra khỏi cái biên tế là nó cực kỳ vi diệu rồi đó. Nhưng mà nếu như chết ngang đây thì chưa giải thoát, vẫn trở lại làm trộn dơi. Dơi sợ chưa? Nó vẫn còn cái bóng dáng của ngã, cái bóng dáng của luân hồi, nó sẽ kéo mình trở lại. Cho nên đối với Đức Phật thì Ngài thấy các vị thầy này chưa đạt được cái sự giải thoát tuyệt đối đó. Thành ra các Ngài còn, Phật còn thấy nó còn một cái gì đó hết sức là mơ hồ, mà không biết phải làm sao, mà làm sao để mà ra khỏi nó được. Cho nên Phật phải dùng trí tuệ tự thân và trong tâm nghĩ đem hết tất cả mọi loại công đức mà mình đã tạo ra được. Chúng ta học trong tinh thần Pháp Hoa, chúng ta vẫn thấy có điểm này. Tức là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai sau khi đã ngồi thiền chứng được cái trí vô thượng nhưng Phật Pháp chưa hiện ra. Hiểu không? Thành ra do vậy mà chúng ta làm công đức và hiểu ngang đây này, chúng ta mới hiểu được Kinh Đại Thừa nói rằng một vị Bồ Tát bách họ ngồi thiền một sát na giống như giam hãm họ ở trong ngục tù ngàn năm. Hiểu được không? Nếu như tự thân mình có đầy đủ năng lực thiền định, có đầy đủ tuệ giác để vượt qua phiền não, đầy đủ cái lập trường, đầy đủ sự vững chắc của nội tâm, thì lúc bây giờ chúng ta đi làm bao nhiêu Phật sự và đừng có cản. Tại đó thực sự cảnh giới này, bản thân ta đã vững chắc trên con đường đạo, đã thấy rõ mọi ngóc ngách của chân lý, đã an trú một cách đó là tĩnh lặng không có thể nào mà hủy hoại được nữa. Thì bây giờ thầy đang làm tất cả mọi thứ để gom lại cái phước báo nhanh chóng và gom thành cái tư lương siêu việt để chứng thành Phật quả. Mà bây giờ báo thầy cũng ngồi xuống hít thở. Cho nên có mấy Phật tử ta nói: thưa thầy, thầy nhiều công việc quá, thời gian đâu thầy tu. Họ không hiểu tu là gì. Họ nghĩ rằng tu là ngồi im xuống gõ mõ tụng kinh hít thở gọi là tu. Cho nên họ mới nghĩ rằng làm nhiều việc thì không còn giờ nữa tu. Cái kiến giả như vậy là phi pháp. Hiểu chưa? Còn nếu như các vị mà đụng tới mà phiền não nhiều quá là phải ngồi xuống. Mình chưa có được an trú vững chắc ở trong tư tưởng và nội tâm thì mình phải dựa vào những công phu, dựa vào những cái định lực hàng ngày để cho tâm mình được luôn an trú ở trong chánh đạo. Còn nếu như mình đủ vững chắc rồi thì mình đi làm việc. Mình đi làm việc và lúc bây giờ cái đời sống tu của chúng ta thiết thực đó là đem đến hạnh phúc, an vui cho tất cả mọi người. Thấy không ạ? Phải nhận ra như vậy cho nên mới hiểu được câu kinh tại sao một vị Bồ Tát bảo rằng họ ngồi xuống, tại vì họ là Bồ Tát mà. Tất cả mọi loại thiền định họ đã thác đã qua hết rồi. Phiền não không thể quá nhiễu được họ. Và Bồ Đề Tâm của họ là kiên cố bất động rồi. Công việc của họ là gì? Là làm nhanh, làm rất nhiều việc lợi ích cho chúng hữu tình. Đó là cái chức năng của họ, là tâm tư của họ. Mà bắt họ phải ngừng lại cái việc kia để ngồi xuống ngồi thiền một sát na, họ xin như tù ngục là phải rồi. Đúng không ạ? Tức họ nhanh chóng làm tất cả mọi việc. Cho nên nói tới đây để các vị hiểu được là đỡ cho thầy làm nhiều việc cho Phật Pháp, thầy thấy nó rất là vui, rất khỏe, rất an lạc. Có mấy người đem một số công việc của nhà mình ra mà so sánh, trời ơi thầy quá nhiều việc. Tại vì đem cái khối lượng công việc mà thầy xử lý hàng ngày so với cái gia đình của mình, thành lượng tâm của mình sẽ nhận ra như vậy. Ở mình sẽ thấy bị ngộp ở trong đó. Còn thầy thấy rất bình thường. Thầy giảng chuyện phải giảng, giảng nó nhớ kinh. Rồi làm chùa các chú làm, thầy làm gì đâu. Tiền Phật tử cúng dường, ăn cơm cũng có người cho rồi.
Tới Mỹ đây mà không thất nghiệp là hên lắm rồi. Tuy nhiên thấy nhẹ nhàng mọi thứ phải không? Thành ra cái tâm bắt đầu nó giải thoát và chăm chú tìm cách vượt qua những chướng ngại khó khăn, những cái triền phược của cái thế giới ngũ trượt này, để đem đến nhiều lợi lạc cho chúng sanh. Như vậy là càng tốt, và giá trị tồn tại trong một ngày thật là không uổng phí. Chỉ vậy thôi. Hay còn ngăn thầy lại, tức là gây chướng ngại cho gì? Cho quá trình đang tạo ra công đức vô lượng. Còn cái việc thực tập thiền định là việc của các vị mà. Còn cái việc của thầy là thầy đã thuần thục nó, đã quen tới mức mà giống như là mặc áo ăn cơm, không có gì mà phải suy nghĩ nữa. Giống như các vị đã quen lái xe rồi mà thầy ngồi bên thầy nhắc là phải lái xe nghe, phải như thế này, như thế kia nghe. Đúng không? Thầy lái xe là lên xe, là lái thôi chứ còn nói gì nữa. Như vậy thì hành trình của một người mà họ đã vững rồi thì họ đi như vậy đó. Nhưng chúng ta không thể so sánh được. Chúng ta chưa đủ sức là chúng ta phải tập. Tập từng bước, học từng câu, từng chữ để tà kiến nó không có chen lấp và chánh kiến mình nó không mất đi. Người ta hỏi một câu mình không biết nói là bắt đầu tà kiến mình nó khởi lên. Suy nghĩ mình nó sai trái, nó diễn ra liền. Chẳng hạn như thế này. Có bốn ông, có bảy ông đạo sư không có mặc đồ. Có bảy ông bệnh tóc. Có bảy ông mặc đồ thiệt là nhiều nóng nực. Còn có bảy ông là không có kép móng tay. Hình như 49 ông đi gần với Phật. Lúc đó ở xa xa thì cũng gần lắm. Thì lúc đó là vua Ba Tư Nạc mới thấy như vậy. Nhà vua đứng lên bạch các vị tôn giả, con là Ba Tư Nạc, vua xứ Kiều Tắc La. Các vị đó cũng làm ngơ, không quan tâm, tại họ tu mà, họ không bận tâm là vua chào hay không. Họ đi thẳng. Nhà vua Ba Tư Nạc mới đến hỏi bạch Đức Thế Tôn, các vị vừa rồi con có chào như vậy, các vị đó có phải rằng là những vị A-la-hán hướng hay là những vị A-la-hán quả hay không? Các vị nghĩ Phật trả lời như thế nào? Phật không bao giờ dùng cái năng lực tiên tri của mình ra để mà nói đâu. Phật nói như thế này: này đại vương, muốn biết cái người đó như thế nào thì hãy sống gần với người đó một thời gian và xem biểu hiện của họ về suy nghĩ, về lời nói và việc làm, thì sẽ thấy dần dần về con người của họ. Và còn nói rằng thậm chí phải đưa cho người đó nêm dục, cho họ ăn vô, cho họ mặc quần áo, cho thân của họ được xông ướp hương hoa, được đầy đủ, và xem nội tâm của họ như thế nào thì mới biết người đó như thế nào, họ có vô sanh hay không. Thì thưa quý vị, những vấn đề như vậy Phật gợi ý cho chúng ta, khi chúng ta muốn thẩm định đánh giá một cái gì, chúng ta phải có thời gian, phải có cái sự chiêm nghiệm, phải cẩn trọng cân nhắc. Thì rõ ràng Đức Phật đưa cái đôi mắt trí tuệ vừa cho chính vua Ba Tư Nạc, phải vậy không? Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta mới rút cái kinh nghiệm ra để chúng ta học. Chứ còn cái sợi dây kinh nghiệm mình nó dài quá, mình rút mãi không hết, thì làm sao mà mình thành tựu được cái gì? Cho nên rút tí kinh nghiệm là cái thời gian kinh nghiệm mình nó ngắn ngắn thôi, mình rút lát nó đủ ấy. Chứ lúc nào cũng rút kinh nghiệm thì làm sao chấp nhận được, phải không? Thấy không? Còn người ta còn diễn đạt nữa, nói làm cái gì cũng phải cụ thể. Mình phát biểu lên là thưa bác, cụ thể là cụ gì mà ghê gớm thế? Tức là sao phải không à? Tức là chúng ta tại vì cái cụ đó là cụ gì mà lúc nào cũng phải có mặt cụ mới được. Cụ thể là cụ gì mà lúc nào cũng phải có mặt cụ. Như vậy là chúng ta hiểu rồi. Thành ra thưa vị, như vậy thì khi chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ nó vẫn còn cái vi tế thì nó sẽ có cơ hội tái phát, như là ước đầu làm Phật. Cái vi tế
nó vẫn còn tái phát trở lại trong luân hồi. Thành do vậy mà Phật phải rời bỏ, và tâm của Ngài trải nghiệm qua nhiều cách khác nhau trong cuộc sống, khi vui, khi buồn, khi còn, khi mất, khi này, khi nọ. Nhưng đạo tâm chúng ta không thay đổi. Đó gọi là gì? Là kiên cố. Kiên cố nó phải có những cái cảnh như vậy mình mới thấy được. Còn nếu như mà có một chút trong gai chướng ngại, có việc này việc nọ, mà bắt đầu chúng ta lây chuyển, chúng ta khác đi, chúng ta bị thối thắt đi, sao gọi là kiên cố được? Cho nên khi chúng ta học đến chỗ này, bắt đầu chúng ta liên tưởng tới là tại sao Phật nói các vị Bồ Tát bảo họ ngồi thiền một sát na giống như là tù ngục cái ngàn kiếp. Còn chúng ta thì sao? Là phải ngồi thiền cái ngàn kiếp, chứ đừng nói coi thường một sát na. Hiểu không ạ? À? Tức là chúng ta đụng đầu á, là nó thay đổi, cho nên gọi là tùy duyên mà bất biến. Đó là tinh thần của các vị Bồ Tát. Còn chúng ta đụng đâu là nó biến đó. Mà hơi chút là nó là tùy duyên. Cho nên mình phải dựa theo giáo luật đàng hoàng, đi thẳng, cho tâm mình nó kiên cố cái đã. Còn giống như là bây giờ mình chưa có biết lái xe mà mình đánh võng, có ngày đánh vô trụ điện luôn, phải không hả? Cho nên là cái gì nó chưa thuần thạo là chúng ta phải tập. Tập từ lý dục, lý ác bất thiện pháp mà Phật dạy cho Sa Di Quân Đầu và cho tất cả chúng ta. Cho nên Phật nói, nếu như ai chưa đạt được sơ thiền thì hãy gì? Hãy phát tâm chứng đắc sơ thiền. Và chưa chứng đắc nhị thiền thì hãy phát tâm chứng đắc nhị thiền. Và cái việc mà nhập định như vậy á, là các ngài sau khi khất thực xong ngồi im xuống là các ngài nhập định, nhập qua các cái tầng bậc thiền định. Và cái vị biểu tượng mà chúng ta thấy tuyệt vời nhất là Tôn giả Xá Lợi Phất, trước khi ngài đi vào trong niết bàn, ngài nói: này các tỳ kheo, ta có một cái định mà gọi là định sư tử phóng tấn, và các ngươi hãy xem. Lúc đó bắt đầu ngài rơi khỏi ly dục ly ác bất thiện pháp, ngài nhập ở trong nhị thiền, ra khỏi nhị thiền nhập trong tam thiền, ra khỏi tam thiền nhập tứ thiền, ngài đi lên, ngài đi xuống các tầng bậc thiền định như vậy á, trong một thời gian rất là ngắn. Tức là các cái thiền nó thông qua nhanh chóng và nó thuần thạo như vậy, nhanh chóng như vậy. Lúc đó các ngài mới kinh ngạc, mới nói rằng đó là định gì. Ngài nói rằng đây là định gì? Định sư tử phóng tâm. Tức là sư tử nó vươn tới. Khi chúng ta chưa đạt được, chúng ta nỗ lực đạt được. Được rồi, không dừng căn đó, tiếp tục có những cảnh giới cao hơn. Bởi vậy cho nên ở trong cảnh giới không và xá niệm thanh tịnh chưa đủ đâu, mà thấy rằng cái hư không kia này, bao trùm khắp kia này mới chính là cái to lớn nhất. Cho nên nó tịnh, nó dịu, nó ly, nó vượt hơn là xá này rất nhiều. Bởi vì xá là còn có người xá, còn có đối tượng xá. Cho nên là bỏ luôn cái xá niệm đó mà đi vào trong hư không trùm khắp thì xá gì nữa. Nhưng mà cái gì còn nhận thức hư không? Cho nên cái nhận thức kia còn là một cái gì vi thế hơn nữa. Cho nên hư không này cũng rơi luôn, xá bỏ cái hư không bao la đó, xem hư không còn thô, còn chậm, còn trước. Chỉ có gì? Chứ cái nhận thức, thức kia này mới trùm khắp hư không. Bởi vì hư không bị nó nhận thức mà. Cho nên gọi là thức gì? Thức vô biên xứ, không có chỗ nào mà không bị nhận thức bởi nó. Rồi á, xem rằng cái nhận thức là cái đối tượng, nó còn đối tượng, nó còn có một cái bám dáng của ngã. Cho nên bỏ luôn, xem nó là trọng, là thô, là trước. Chỉ có gì? Chỉ có vô sở hữu kia mới chính là gì? Là tịnh, là diệu, là ly. Và do vậy mà vị này vượt ra khỏi và đi vào ở trong gì? Vô sở hữu xứ định. Nhưng vô sở hữu xứ cái gì nhận thức? Cái gì bị nhận thức bởi cái tính chất vô sở hữu này? Đó là khái niệm tư tưởng. Khái niệm đã mất rồi mà còn cái tư tưởng, đúng không? Cái tư tưởng nó vẫn còn nghĩ tới cái này, nhưng mà cái đỉnh cao của nó không biết làm sao hơn. Cho nên gọi là không biết nó là cái gì. Nói như nó là tướng thì giống như những dòng suy nghĩ rồi, nhưng mà nó siêu việt quá tới mức này thì dùng chữ gì đây? Cho nên dùng chữ là phi tướng, phi phi tướng. Phi tướng là chẳng phải tướng, mà chẳng phải chẳng tướng. Phải dùng như vậy, chứ không phải dùng là không tướng mà không không tướng, là nó lẫn lộn.
chánh phái tướng mà chánh phái chánh có tướng, cho nên phi phi là có, hiểu chưa hả? Như vậy thì nó vẫn còn những khái niệm như vậy, cho nên vẫn còn luân hồi mà Phật xem này á, dùng vô lượng công đức thanh tịnh quét sạch nó đi mới gọi là diệt tận đỉnh. Diệt tận đỉnh này gọi là quả vô sanh a la hán, nếu mình chưa hả? Như vậy thưa quý vị á, nếu như mà chúng ta chứng được cái trạng thái mà tứ thiền thôi, thì người này sống với cái phước lạc vô biên ở tại cõi trời tứ không. Nhưng nên nhớ nó chưa được giải thoát, và cõi này gọi là cõi vô sắc, bởi vì nó không có còn hình sắc. Cái nhân quả của tâm nó sinh ra là bởi vì người này họ vượt qua khối hai lĩnh vực, đó là hữu sắc hữu đối và gì, vô sắc hữu đối, tức là hữu sắc hữu đối là đến từ mắt, còn vô sắc vô đối là đến từ bốn giác quan khác. Nó không có hình sắc nhưng nó cá nhân, thành ra nó vẫn còn những khái niệm tư tưởng mà mình vẫn có thể là bị chi phối bởi nó, nếu mình chưa hề. Đây là cảnh giới gọi là gì, là bốn tầng trời tứ không. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe, chúng ta dừng ngắn đây. Nguyện đem công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.